Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an và sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuần vàng hốt bạc đúng tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tổ tiên báo mộng, làm ăn trúng lớn, trúng số bất ngờ, ngồi không cũng hái ra tiền, đổi đời xứng tầm đại gia. Quý khán giả thân mến, tháng 9 âm lịch đang đến gần và với người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, đây chính là thời điểm đặc biệt mà bạn không thể bỏ lỡ. Theo những dự đoán từ các chuyên gia phong thủy và các nhà tử vi nhận định, tháng 9 âm lịch này sẽ là khoảng thời gian mà thần Phật thương ban phước lành, tạo ra những cơ hội vàng cho người tuổi Kỷ Hợi. Cái gì mà bản mệnh đã ấp ủ, đã chờ đợi từ lâu thì giờ đây có thể được hiện thực hóa, mang lại cho bạn không chỉ sự hài lòng mà còn là thành công, tài chính vượt trội. Người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 với tính cách hiền hòa và khéo léo, luôn biết cách thu hút sự chú ý và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Đặc biệt trong tháng 9 âm lịch này, khả năng giao tiếp và ứng xử của bạn sẽ trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, giúp bạn dễ dàng thiết lập được những mối quan hệ mới có giá trị. Những gì dự án và ý tưởng mà bạn đã dành thời gian chuẩn bị thì nay sẽ có cơ hội được thực hiện, hãy sẵn sàng để đón nhận những kết quả ngoài mong đợi. Tháng 9 âm lịch này, tiền bạc sẽ không còn là nỗi lo của bạn, từ những khoản đầu tư cũ đến các cơ hội mới. Mọi thứ đều mang lại cho bạn những lợi nhuận đáng kể, sự nỗ lực và quyết tâm trong quá khứ giờ đây sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến bạn cảm thấy cuộc sống của mình đang chuyển mình theo chiều hướng tích cực. Cảm giác phấn khởi và hạnh phúc sẽ tràn ngập trong từng ngày của tháng này. Tháng 9 âm lịch không chỉ mang lại tài lộc mà còn là thời điểm lý tưởng để củng cố và phát triển các mối quan hệ cá nhân. Hãy dành thời gian cho những người thân yêu cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa. Tình yêu thương và sự thấu hiểu sẽ là động lực lớn giúp bạn vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết hơn về tử vi tháng 9 âm lịch 2024 dành cho tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Từ những cơ hội đến những thách thức, giúp bạn sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp và biến chúng thành sự thành công trong cuộc sống của mình. Người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 thường mang trong mình một tâm hồn nhạy cảm và sâu sắc. Họ là những người có khả năng thấu hiểu người khác, có cái nhìn tinh tế về cuộc sống và con người. Cuộc đời của người tuổi Kỷ Hợi thường đầy màu sắc nhưng cũng không thiếu những thăng trầm và thử thách. Tính cách của họ thường được mô tả là dịu dàng, hòa nhã và thân thiện. Họ có xu hướng tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Họ biết lắng nghe và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Điều này khiến họ trở thành những người bạn đáng tin cậy. Trong một tập thể, tuổi Kỷ Hợi thường là người gắn kết mọi người lại với nhau, tạo nên một không khí hòa đồng và thân thiện. Tuy nhiên, bên cạnh sự nhạy cảm và khả năng giao tiếp tốt, Kỷ Hợi cũng thường có những suy nghĩ sâu lắng. Họ dễ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc và tình huống xung quanh. Đôi khi sự nhạy cảm này có thể khiến họ trở nên dễ tổn thương. Họ thường mất nhiều thời gian để hồi phục sau những cú sốc trong cuộc sống, nhưng điều này cũng giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn và có khả năng hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời. Cuộc đời của người tuổi Kỷ Hợi cũng thường đi kèm với sự cẩn trọng. Họ không phải là những người dội dàng mà luôn suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Điều này giúp họ đưa ra những quyết định sáng suốt, nhưng đôi khi cũng khiến họ bỏ lỡ một số cơ hội. Họ cần học cách chấp nhận rủi ro hơn và tin tưởng vào bản thân để không bỏ lỡ những cơ hội quý giá trong công việc. Người tuổi Kỷ Hợi thường là những người cần cù, chăm chỉ và có trách nhiệm.
họ đặt ra mục tiêu cho mình và làm việc với quyết tâm để đạt được chúng. Tuy nhiên, do tính cách nhạy cảm, họ cũng dễ bị áp lực và cảm thấy mệt mỏi. Điều quan trọng là họ cần biết cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, dành thời gian cho bản thân và những người thân yêu. Khi nói về tình cảm, người tuổi Kỷ Hợi thường là những người yêu thương chân thành và sâu sắc. Họ luôn sẵn sàng hy sinh cho những người mà họ yêu quý. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng cần học cách đặt ra giới hạn cho bản thân để không bị tổn thương. Dù cuộc sống có nhiều thử thách nhưng người tuổi Kỷ Hợi luôn có khả năng vượt qua. Họ biết cách học hỏi từ những sai lầm và kinh nghiệm, từ đó trưởng thành hơn trong từng bước đi của mình. Họ có tấm lòng bao dung và luôn tin vào sự tốt đẹp của cuộc sống. Điều này giúp họ giữ vững tinh thần và vượt qua mọi khó khăn. Người tuổi Kỷ Hợi là hình mẫu của sự kiên nhẫn và bền bỉ. Họ có thể không phải là những người nổi bật nhất, nhưng chính sự chân thành, nhạy cảm và khả năng thấu hiểu đã giúp họ tạo dựng những mối quan hệ đáng quý và góp phần vào sự hòa thuận của cộng đồng xung quanh. Họ là những người bạn, người cha, người mẹ, người ông, người bà đáng kính, luôn sống với tấm lòng yêu thương và chân thành. Cuộc đời của người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 thường mang theo những khó khăn, thử thách và chông gai mà không phải ai cũng dễ dàng vượt qua. Những năm tháng qua đã chứng kiến họ trải qua biết bao sóng gió, từ những khó khăn trong công việc cho đến những biến cố trong cuộc sống cá nhân. Nhưng chính trong những lúc đó, bản lĩnh và sức mạnh của họ đã tỏa sáng. Những năm đầu đời của tuổi Kỷ Hợi thường gắn liền với những nỗ lực không ngừng nghỉ. Họ là những người chăm chỉ, cần cù và luôn sẵn sàng làm việc để kiếm sống. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ. Có những lúc họ phải đối mặt với sự bất công trong công việc, nơi mà nỗ lực không được công nhận hoặc những đồng nghiệp không hợp tác. Những thử thách này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn tạo ra áp lực lớn trong cuộc sống hàng ngày. Thời gian trôi qua, khi Kỷ Hợi đã xây dựng được sự nghiệp, cuộc sống lại đưa đến những thách thức khác, có thể là những cú sốc về sức khỏe khi mà họ phải đối mặt với những căn bệnh đột ngột. Điều này khiến họ phải suy nghĩ lại về cách sống và chăm sóc bản thân. Họ đã phải học cách cân bằng giữa công việc và sức khỏe, điều mà không phải ai cũng dễ dàng làm được. Trong những lúc như vậy, họ cảm thấy cô đơn và mệt mỏi nhưng vẫn quyết tâm không từ bỏ. Gia đình cũng là một phần quan trọng trong cuộc đời của người tuổi Kỷ Hợi. Họ luôn cố gắng tạo dựng một tổ ấm hạnh phúc, nhưng đôi khi lại phải đối mặt với những xung đột trong mối quan hệ. Những hiểu lầm nhỏ có thể trở thành nguyên nhân gây ra những rạn nứt lớn, khiến họ phải nỗ lực hàn gắn và xây dựng lại từ đầu. Họ luôn đặt gia đình lên hàng đầu, nhưng cũng phải học cách bảo vệ cảm xúc của bản thân trước những áp lực từ bên ngoài. Dù cho cuộc sống có nhiều khó khăn, nhưng người tuổi Kỷ Hợi không bao giờ quên giữ vững tinh thần lạc quan. Họ biết rằng mỗi thử thách đều mang lại những bài học quý giá. Họ học cách chấp nhận và đối diện với thực tại, không bỏ cuộc mà tiếp tục bước đi, với hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Những đêm dài thức trắng, những giọt nước mắt rơi đều trở thành động lực để họ vươn lên. Họ có một tấm lòng bao dung và luôn sẵn sàng chia sẻ nỗi đau của mình với những người xung quanh. Họ là người lắng nghe, luôn có mặt khi bạn bè hay người thân cần họ. Chính điều này khiến cho họ trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhiều người khác. Trong những lúc khó khăn, họ không chỉ tìm kiếm sự hỗ trợ, mà còn là nguồn động viên cho những người đang vật lộn với cuộc sống. Những khó khăn và thử thách mà người tuổi Kỷ Hợi đã trải qua tạo nên một bản sắc riêng biệt cho họ. Họ không chỉ là những chiến binh kiên cường mà còn là những người sống có nghĩa và tràn đầy tình yêu thương. Họ đã học được rằng, dù cuộc sống có đưa đến bao nhiêu chông gai, chỉ cần giữ vững tinh thần và lòng kiên nhẫn, họ sẽ luôn có thể vượt qua và hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Hành trình của họ không chỉ là câu chuyện của riêng mình, mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều người khác trong cuộc sống. Và sau đây, ta cùng vào phần luận giải về tổng quan vận trình tháng 9 âm lịch của Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Bước sang tháng 9 âm lịch, người tuổi Kỷ Hợi đón nhiều tin tức tích cực khi vận trình bừng sáng, may mắn theo sát bước chân con giáp này. Tháng này, dù làm việc lớn hay nhỏ đều được thành công bước đầu, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Công việc của Kỷ Hợi đang tiến triển rất tốt, quý nhân tam hợp nâng đỡ, hứa hẹn bản mệnh có thể đạt được những thành tựu dễ dàng như kỳ vọng. Tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm giúp bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Tuy nhiên, cũng vì có lợi thế hơn người, nên đôi lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó tiết chế cảm xúc. Đây cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Con giáp này nên hành sự thận trọng, khiêm tốn, tránh rước họa vào thân,
Theo đó, thu nhập cũng tăng lên đáng kể, chất lượng cuộc sống được đảm bảo hơn trước. Tháng này cũng mở ra nhiều nguồn thu bất ngờ cho Kỷ Hợi, kinh doanh có lãi, đầu tư sinh lời. Ngoài ra, tháng này cũng mở rộng các mối quan hệ với khách hàng đáng tin cậy, có thực lực kinh tế, chuyện hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ. Chuyện tình cảm của con giáp này trong tháng 9 năm 2024 âm lịch cũng đang được đào hoa chiếu mệnh, nhân duyên khác giới của người độc thân khá dượng, đi đâu cũng được mọi người chào đón. Đặc biệt, các cặp vợ chồng có thể đón tin vui bầu bí, gia đình thêm thành viên mới, sẽ càng thêm gắn kết và ngập tràn nụ cười. Phương diện sức khỏe của Kỷ Hợi nhìn chung bình ổn, ít ốm đau, bệnh tật. Dù vậy, tháng này có hung tinh Bạch Hổ xuất hiện, mang theo điềm báo sự xui xẻo, sự cố bất ngờ, bản mệnh vẫn nên chú ý di chuyển hay làm việc nặng để tránh rủi ro không đáng có. Dựa trên mối tương quan giữa đơn số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát của tuổi Kỷ Hợi thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi được dự báo là có nhiều hanh thông và thuận lợi hơn hẳn, tất cả đều nhờ cục diện tam hợp mang tới. Tam hợp thái tuế xuất hiện trong tử vi tháng mới của Kỷ Hợi, mang đến sự hậu thuẫn vô cùng lớn, con giáp này có nhiều sự tiến triển vượt bậc, gặt hái nhiều thành tựu dễ dàng, tư duy logic của bản mệnh ngày càng nhạy bén, làm việc có kế hoạch cụ thể, không còn tình trạng công việc dồn đống. Trái lại, xử lý việc nào ra việc ấy, con giáp này thể hiện được khả năng sắp xếp, quản lý công việc tài tình của mình. Cũng nhờ tính tình lạc quan, vui vẻ mà bạn dễ dàng tìm được hứng khởi trong công việc và sẵn sàng đối diện thử thách đặt ra. Ở thời điểm này, tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm giúp bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Nhờ vậy, bạn có thể được cân nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Không chỉ vậy, tam hợp còn giúp cho con giáp này xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác, nên cũng được người khác giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thêm vào đó, bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, có được những hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Nhìn chung tháng này, bản mệnh dù làm việc lớn hay nhỏ đều có được thành công bước đầu, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, cũng vì có lợi thế hơn người, nên đôi lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó tiết chế. Đây cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Thực tế may mắn chỉ đóng góp một phần nhỏ, còn yếu tố thành bại vẫn nằm ở chính bạn. Con giáp này nên hành sự thận trọng, khiêm tốn, chớ tỏ thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác một cách quá lộ liễu, kẻo sẽ rước họa vào thân. Nguyệt lệnh lâm thai cũng cho thấy các kế hoạch ở tình trạng thai nghén cũng được thúc đẩy tiến trình nhanh hơn, hứa hẹn ngày triển khai sẽ rất thuận lợi. Dù vậy, bạn cũng không nên rời xa thực tế, suy nghĩ quá mức lý tưởng mà không căn cứ vào thực tiễn. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 9 năm 2024 Kỷ Hợi âm lịch cho thấy tài lộc của con giáp này có nhiều điểm sáng, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn hợp tác đầu tư lớn càng nhiều. Cũng nhờ vậy, cuộc sống của bạn được đảm bảo hơn trước. Tam hợp báo hiệu tháng mới mở ra nhiều nguồn thu bất ngờ cho Kỷ Hợi, càng mạnh dạn kinh doanh đầu tư càng dễ dàng sinh lời sinh lãi, tất nhiên kèm theo đó là cạnh tranh khá lớn, song bản mệnh làm tới đâu chắc tới đó, bỏ túi không ít tiền của. Các khí khởi dượng còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, tuổi Kỷ Hợi nhờ vậy cũng có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác đáng tin cậy. Bạn có những mối đầu tư đem lại lợi nhuận lớn, nắm giữ vị thế không nhỏ trên thị trường, đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt quan trọng đến trong tháng. Kỷ Hợi cần phải tỉnh táo để phán đoán tình hình chính xác, chỉ cần bạn luôn cẩn trọng trong từng quyết định nào đó và không chịu lùi bước, khi vướng phải khó khăn, phần thắng sẽ thuộc về bạn. Theo phi tinh tháng, sao bát bạch chủ về tài khí trong tháng này xuất hiện ở phương Tây Bắc trong nhà. Nơi đây được coi là khu vực sinh tài dưỡng vận, ảnh hưởng tới đường tài lộc của gia chủ và cả gia đình. Muốn làm việc, làm ăn thêm phần thuận lợi, bạn phải chú ý đến phương vị Tây Bắc trong nhà, hãy luôn giữ cho khu vực này được sống gọn gàng, sạch sẽ,
Nếu cửa chính, phòng ngủ, phòng làm việc vừa khéo ở phương Tây Bắc, thì gia chủ có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ hay màu tím ở trước cửa. Về mặt tình cảm, gia đạo, bước sang tháng 9 năm 2024 âm lịch, nhân duyên của tuổi Kỷ Hợi khởi dượng, vận đào hoa thăng tiến nhanh chóng nhờ tam hợp nhập mệnh. Nhân duyên khác giới của người độc thân khá dượng, đi đâu cũng được mọi người chào đón. Nhân cơ hội này, bạn nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá nhiều, quan trọng là bạn biết nắm bắt hay không thôi. Các cặp vợ chồng ít khi mâu thuẫn, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, nguyệt lệnh lâm thai còn báo hiệu. Một số cặp đôi có thể đón tin vui bầu bí, gia đình đón thêm thành viên mới sẽ càng thêm gắn kết và ngập tràn nụ cười. Về mặt sức khỏe, phương diện sức khỏe của Kỷ Hợi trong tháng này nhìn chung là bình ổn, ít ốm đau bệnh tật. Tuy vậy tháng này nguyệt lệnh lâm thai ở Kỷ Hợi, ngũ ý thể trạng vẫn còn non nớt, yếu ớt, không nên lơ là sao nhãng việc dưỡng sinh. Chăm sóc sức khỏe, dù bận rộn tới đâu bản mệnh cũng cần dành thời gian để tập luyện thể thao, chăm chỉ vận động sẽ đẩy lùi được bệnh tật. Đặc biệt tháng này, có hung tinh Bạch Hổ xuất hiện, mang theo điềm báo xui xẻo, sự cố bất ngờ, bản mệnh vẫn nên chú ý khi di chuyển hay khi làm việc nặng để tránh những rủi ro không đáng có. Sau đây là vận trình tử vi từng tuần và cẩm nang dượng vận dành riêng cho Kỷ Hợi, sinh năm 1959, trong tháng 9 âm lịch năm 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Kỷ Hợi, tháng 9 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tuần mới của con giáp tuổi Kỷ Hợi sẽ xoay quanh việc khám phá và phát triển những thứ mới mẻ. Vì thế, đây sẽ là thời điểm tuyệt vời để khởi động dự án kinh doanh mà bạn luôn ấp ủ, tham gia một khóa học mà bạn hứng thú, hay thậm chí là du lịch đến một nơi mà bạn ao ước. Những dấu hiệu tích cực trong tình cảm sẽ xuất hiện trong tuần này, chứng tỏ những cố gắng của bạn thời gian qua được đền đáp xứng đáng. Có vẻ đối phương đã dần cảm động và thấu hiểu những điều bạn làm. Vì vậy, hãy mạnh dạn tiến thêm một bước nhé. Thương quan xuất hiện đầu tuần khiến bản mệnh cảm thấy vô cùng hoang mang và không giấu được cảm giác thất vọng. Việc này còn kéo dài cho đến cuối tuần thì bạn mới có thể thay đổi tình hình. Bạn nên nhớ rằng việc gì cũng chỉ có tính chất tạm thời, dù là khó khăn bạn đang đối mặt đi chăng nữa. Bạch Hổ hung tinh xuất hiện trong tuần này cho thấy có nguy cơ sức khỏe giảm sút hoặc xuất hiện yếu tố khiến bạn bị mệt mỏi, căng thẳng thường xuyên. Lúc này bạn cần tập trung loại bỏ có yếu tố gây căng thẳng trong cuộc sống của mình. Cẩm nang dượng vận: quý nhân thìn, mão, tiểu nhân tỵ, tuất. Màu sắc may mắn: hồng, vàng. Con số phát tài: 16, 09, 34. Tử vi tuần 2, tuổi Kỷ Hợi, tháng 9 âm lịch năm 2024. Tuần mới có nhiều niềm vui mới, những dự định kinh doanh sắp tới sẽ thúc đẩy bạn mở rộng các mối quan hệ xã hội và tìm kiếm những người đồng hành thích hợp. Để thuyết phục đối phương, bạn nên có một kế hoạch chi tiết, cụ thể và rõ ràng, chủ động trong những bước tiến đầu tiên. Đặc biệt, hãy làm rõ lợi nhuận và lợi ích giữa hai phía. Nhờ thiên đức ghé thăm mà cơ hội tuổi Kỷ Hợi phát tài, phát lộc xuất hiện. Đối với một người dày dặn kinh nghiệm thì ngay lập tức biến cơ hội của mình thành tiền. Trong khi đó, một số người chỉ biết tập trung vào tiêu cực thì chỉ thấy sợ hãi. Giai đoạn này, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để thiết lập, xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu hảo. Khi các mối quan hệ hài hòa, bản mệnh không phải mất nhiều công sức để giải quyết chuyện không đâu. Nên nhớ rằng, đã đến cơ quan là tập trung làm việc, không có thời gian để tranh đấu những chuyện lặt vặt. Có như vậy, bạn mới toàn tâm, toàn ý làm việc và đạt hiệu quả cao. Tình hình tài chính khá ổn, không có biến động quá lớn. Người làm công ăn lương vẫn có mức thu nhập đó, có thêm chút hoa hồng hoặc thưởng, nhưng không đáng kể. Có thể tìm thấy nghề tay trái để tăng thu nhập. Người kinh doanh, buôn bán có một tuần khá nhàn nhã, các đơn hàng về đều đều, cứ thông dong làm không đi đâu mà vội. Càng nóng vội càng dễ hỏng chuyện. Lưu ý, sức ảnh hưởng của tiểu hao hung tinh không hề nhỏ, cần giữ tiền cẩn thận, không nên đầu tư vào các hạng mục mạo hiểm, kẻo tiền một đi không trở lại. Cẩm nang dượng vận: quý nhân dần, mùi, tiểu nhân dậu, ngọ.
màu sắc may mắn vàng, đỏ, con số phát tài 89-34-06. Tử vi tuần 3, tuổi Kỷ Hợi, tháng 9 âm lịch năm 2024. So với tử vi tuần trước, vận trình tuần này của Kỷ Hợi khởi sắc hơn hẳn, công việc tiến triển suôn sẻ, ký kết hợp đồng giao kèo hợp tác thuận lợi, bỏ túi không ít lợi nhuận. Tinh thần làm việc của bản mệnh lúc nào cũng hăng hái, nhiệt tình, điều đó lý giải tại sao bạn lại được tập thể ưu ái, cấp trên trọng dụng đến vậy. Đầu tuần, có không ít việc phát sinh bất ngờ, bản mệnh cần lên kế hoạch chu đáo, tránh tình trạng dồn việc, ảnh hưởng toàn cục diện phát triển sự nghiệp, nhất là những ai đang giữ các chức vụ quản lý, lãnh đạo, lại càng cần phải hoạch định kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, sai một ly, đi một dặm, người đi đầu mà dẫn nhầm đường, thì cả tập thể sẽ bị lạc mất phương hướng. Tài lộc trong tuần duy trì ở mức khá, có thu, có chi, tình hình tài chính bình ổn. Tuy nhiên, cuối tuần có rất nhiều bản mệnh sẽ phải chi tiêu nhiều tiền, hơn gì có thể phát sinh bất ngờ như đi khám bệnh, đi ăn cưới, ma chay, đóng tiền học phí khóa học cho con cái. Lưu ý trong tuần, sức ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh rất lớn, nhất là về phương diện sức khỏe. Dù công việc bận rộn tới đâu, bản mệnh cũng cần chú ý dưỡng sinh, tập thể dục đều đặn để duy trì thể trạng tốt. Bên cạnh đó, hãy thiết lập cho mình chế độ dinh dưỡng, thường xuyên ăn uống hàng quán bên ngoài vỉa hè, vừa không đảm bảo, lại tốn kém, hãy dành thời gian để nấu nướng ở nhà, tốt cho sức khỏe lại vô cùng an tâm. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, thân, dần, tiểu nhân, rửu, tỵ. Màu sắc may mắn, cam, tím. Con số phát tài, 68-05-72. Tử vi tuần 4, tuổi Kỷ Hợi, tháng 9 âm lịch năm 2024. Người tuổi Kỷ Hợi đón thêm một tuần vận khí hanh thông, nhiều điều tốt đẹp đang đón chờ phía trước. Tuần này, các vận nhiều, hung vận ít, chuyện vui nhiều hơn nỗi buồn phiền, nhưng cái chính bản mệnh luôn lạc quan vui sống. Mọi thứ xung quanh diễn ra chỉ làm nền cho chính bạn mà thôi, hãy cứ tự tin làm điều mình yêu thích, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc xung quanh mình. Công việc thuận lợi, sự nghiệp tốt, hứa hẹn những bước tiến dài. Nhìn bề ngoài bản mệnh có vẻ vô tâm, vô tư như thế thôi, nhưng thực chất khá là tham vọng. Tham vọng càng lớn thì áp lực càng tăng, phải đánh đổi mồ hôi, công sức mới mong có ngày thành công. Đó cũng là chuyện thường tình, nhưng đừng vì thế mà tự tạo quá nhiều áp lực cho mình, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Vận trình tình cảm thăng hoa phơi phới nhờ bách diệt đào hoa tinh chiếu rọi. Người độc thân may mắn tìm được đối tượng ưng ý, tình yêu phát triển nhanh chóng, thậm chí có người còn gặp tình yêu sét đánh vô cùng mãnh liệt. Trong tuần gia đạo an yên, vợ chồng hòa hợp, mối quan hệ giữa các thế hệ trong cùng một mái nhà không còn căng thẳng như trước. Vợ chồng kết hôn lâu mà chưa có con, nay được thiên hỷ mang tới tin vui. Tuần này, mệnh chủ cần chú ý nhiều tới phương diện sức khỏe, vận động, luyện tập thể thao là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống. Bạn đừng quên điều đó, dù bận rộn tới đâu cũng nên dành 30 phút trong ngày để tập thể dục. Ngoài ra, hãy chú tâm hơn tới việc ăn uống, nghỉ ngơi. Tuổi càng cao, cơ thể càng lão quá nhanh, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sinh, giúp cơ thể trong trạng thái thoải mái, vui vẻ hơn. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, tuất, dậu, tiểu nhân, ngọ, thìn. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Con số phát tài, 68-65-30. Vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận hạn tháng 9 âm của cô bác tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là nam mạng Kỷ Hợi sinh năm 1959. Theo sao chiếu mệnh, sao Thủy Diệu. Thủy Diệu là trung tinh, mang cả tính tốt và tính xấu. Năm có sao này chiếu thì tài lộc dồi dào, làm ăn buôn bán thuận lợi, trong nhà có chuyện vui mừng. Tuy nhiên, sau này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Người có sao Thủy Diệu chiếu mệnh cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Theo niên hạn, hạn thiên tinh. Gặp hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc.
Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay dạ gió nên chú ý lời ăn tiếng nói. Riêng giới hạn này, có ốm đau mà làm lễ cúng bái thì nhanh khỏi. Xem tử vi 2024 tuổi Kỷ Hợi nam mạng theo vận niên. Xem tử vi tuổi Hợi 2024, trong năm con rồng, tuổi Kỷ Hợi nam mạng gặp vận niên hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây. Hình ảnh này mang ý nghĩa, khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ, năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều. Buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, đầu tư thì thắng lớn, vận đỏ lắm, tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ. Về phương diện tình cảm, dù gia đạo hài hòa nhưng cũng khó tránh lúc xung đột. Nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, đừng giả dối mình để khỏi giả dối với người, vì người ta tin tưởng ở mình lắm. Quá giải vận hạn. Quá giải sao thủy diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, thủy diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để dưỡng các khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo. Cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Quá giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Đối với nữ mạng Kỷ Hợi sinh năm 1959, theo sao chiếu mệnh, sao Mộc Đức. Mộc Đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui. Tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạn tam kheo. Gặp hạn tam kheo thì nên đề phòng thương tật ở chân tay. Đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Theo vận niên, xem tử vi tuổi Hợi 2024, trong năm Giáp Thìn, tuổi Kỷ Hợi nữ mạng gặp vận niên hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây. Hình ảnh này mang ý nghĩa, khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ, năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều. Buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, đầu tư thì thắng lớn, vận đỏ lắm, tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ. Về phương diện tình cảm, dù gia đạo hài hòa nhưng cũng khó tránh lúc xung đột. Nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, đừng giả dối mình để khỏi giả dối với người, vì người ta tin tưởng ở mình lắm. Quá giải vận hạn. Cách tăng các khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành mộc, nên dùng màu xanh lá thuộc hành mộc để tăng cường các khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Quá giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm.
mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, sai lầm của hầu hết những người tự cho mình là thông minh đó là theo đuổi một cuộc sống không hoàn hảo. Họ không hiểu rằng đó là cái bẫy họ tự tạo ra, khiến cho họ luôn cảm thấy thất vọng về chính con người của mình. Câu chuyện cuộc sống không hoàn hảo. Ngày xưa có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm cho mình một cuộc sống hoàn hảo. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô một ao ước. Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước. Ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt được một hòn đá lớn nhất mà con tìm thấy. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không có quyền quay lại. Vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình. Cô bé cảm thấy thật sung sướng và bắt đầu bước hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm hạnh phúc lớn nhất cho cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình: chắc hẳn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều. Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua, rồi cô cũng đi đến gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô không đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Thế là cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường. Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo, và không bao giờ nhận ra rằng ta đang bỏ phí biết bao nhiêu thời gian và cơ hội. Cuộc sống không có sự hoàn hảo, và dù bất cứ việc gì chúng ta đều có thể làm tốt hơn thêm nữa. Điều này mang tới cơ hội tốt cho cuộc sống không ngừng tiến bộ, đạt được những thay đổi vượt bậc mà loài người chưa bao giờ có thể nghĩ tới. Đó chính là vẻ đẹp của cuộc sống. Vì thế, sự học hỏi chưa bao giờ có giới hạn, chỉ là bạn tự giới hạn bản thân trong những kiến thức nhỏ hẹp mà thôi. Nên nhớ rằng, trên mọi nẻo đường của cuộc sống này đều ẩn chứa những bài học rất hữu ích. Nếu chúng ta còn hiện hữu, thì chúng ta sẽ phải học hỏi liên tục. Đừng ngại điều gì mình chưa biết, chưa hiểu. Phải trải qua quá trình trải nghiệm những thử thách và sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành. Thất bại cũng góp phần quan trọng trong quá trình đó. Thất bại cũng là một yếu tố quyết định sự trưởng thành của bạn. Nếu bạn vẫn chưa nhận ra được, thì một bài học sẽ tiếp tục đến với bạn ở nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, cho đến khi bạn thấu hiểu được. Khi bạn đã thấu hiểu, bạn sẽ được tiếp tục chuyển sang bài học mới. Vậy đấy, cuộc sống này không hoàn hảo, thế nhưng những người tự cho mình thông minh, hiểu biết hơn người lại chẳng thể nhận ra điều này. Đó là lý do nhiều người đã bị trầm cảm, điên, thậm chí tự tử chỉ vì thất bại nào đó của bản thân không thể bước qua. Những người cầu toàn, người theo chủ nghĩa hoàn hảo thường đặt ra những tiêu chuẩn tuyệt đối với mọi việc. Sự nghiêm khắc với bản thân có thể khiến họ làm việc hiệu quả hơn. Nhưng nếu đi đến cực đoan, nó có thể âm thầm phá hủy cuộc đời bạn. Đã đến lúc bạn phải xem điều này là tất nhiên, để luôn có một thái độ cầu tiến, khiêm nhường hơn. Biết mình không hoàn hảo, nên ta tìm cách bù đắp những thiếu sót. Cuộc sống vì thế mà ý nghĩa hơn. Xem thêm câu chuyện về cuộc sống để tự giác ngộ. Càng hiểu sớm, cuộc đời càng dễ thở. Sự thực thì chủ nghĩa hoàn hảo bắt đầu tư vấn đề về cái tôi. Họ muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, bởi vì họ được lập trình trong tư duy luôn gánh trên vai những gì mà người khác sẽ nghĩ về mình. Họ lo lắng bị người khác đánh giá tiêu cực nếu có một việc không đi theo chuẩn. Nếu bạn còn tự hào vì mình thích sự hoàn hảo thì cũng không có gì sai. Chỉ cần cố gắng hướng đi của bạn hoàn hảo nhất có thể, chứ không nên ép bản thân phải thật hoàn hảo, vì điều này không có thực. Cuộc sống này có những điều ta nên chấp nhận thay vì chống đối. Khi ta biết chính mình cũng đầy những khiếm khuyết, ta mới dễ dàng tha thứ cho người khác hơn, vì ta cũng như họ, cũng đang đi trên hành trình hoàn thiện bản thân mà thôi. Thay vì chỉ trích, chúng ta giúp nhau cùng hoàn thiện. Đừng nghĩ rằng ta cười chê xử sai lầm của ai đó là thể hiện rằng ta hiểu biết hơn, ta xuất sắc hơn ai đó. Điều này chỉ phản ánh rằng bạn càng thiếu sót mà thôi. Lời dạy của Đại sư Phong Thủy.
Từ bi chính là phong thủy tốt nhất, thừa nhận sự thiếu sót, mang lại cho ta sức mạnh. Chỉ những người thiếu hiểu biết mới sợ rằng bản thân mình sai sót. Những người có sức mạnh từ bên trong hiểu rằng ta luôn có những thiếu sót và đang tìm cách sửa chữa, thì đâu có điều gì đáng sợ. Vì thế, dù ai có nói ra hay chỉ trích gì điều đó, đơn giản là họ chẳng hiểu ta mà thôi. Chỉ khi biết thừa nhận thiếu sót, ta cũng nhận ra rằng mình sẽ chẳng làm gì to tát cả. Vì không thể luôn đúng, nên phải kết hợp sức mạnh của nhiều người mới mong có được thành công. Dù bạn xuất sắc nhất thì cũng không bằng sức mạnh của nhiều người cộng lại. Vì thế, điều quan trọng là biết cách hợp tác, hợp ưu để có thể bổ sung khuyết điểm của nhau. Đó mới là quyết định khôn ngoan nhất đời. Có những người thường tự cho mình là nhất, là hoàn hảo, sẽ thường bị ám ảnh lâu dài bởi những sự thất bại hay sai lầm. Điều này khiến cho họ trở nên thiếu quyết đoán và thường xuyên gặp nhiều thất bại. Những người này cũng thường kém năng động và ít động lực, bởi vì họ thường xuyên cảm thấy tội lỗi và đi cùng đó là sự xấu hổ, không tin vào bản thân. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.